Justin Bari, Italia, hội nghị về tình trạng các tín hữu Kitô Trung Đông. Ngày 7 tháng 7, Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo Kitô giáo tại Trung Đông sẽ có cuộc họp về tình trạng các tín hữu Kitô Trung Đông tại thành phố Bari, Italia. Chủ đề của cuộc gặp gỡ này là Hòa bình ở cùng anh chị em, các Kitô hữu hiệp nhất vì Trung Đông. Tại phòng báo chí tòa thánh đã diễn ra cuộc họp báo để giới thiệu cuộc họp quan trọng này. Các diễn giả là Đức Hồng y Leonardo Sanri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông phương và Đức Hồng y Gercock, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ hiệp nhất Kitô giáo. Theo Đức Hồng y Leonardo Sanri, ý tưởng về cuộc họp tại Paris đến từ Trung Đông và từ nhiều tiếng nói. Các giáo hội và thượng phụ cũng đã nêu vấn đề trực tiếp với Đức Thánh Cha trong các chuyến viếng thăm Roma của các ngài. Sự kiện ngày 7 tháng 7 bao gồm hai khoảnh khắc chính: lời cầu nguyện trên bờ biển với các tín hữu muốn tham gia trực tiếp qua hệ thống truyền hình và thời điểm suy tư và lắng nghe lẫn nhau giữa Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo các giáo hội và các cộng đồng giáo hội tại Trung Đông. Các vị sẽ nêu lên quan điểm của mình cùng với những quan sát và đề xuất. Đức Hồng y Leonardo Sanri cho biết, Bari được chọn là nơi diễn ra cuộc họp vì thành phố này là nơi có di tích thánh Nicolas và là nơi mẹ thiên chúa được tôn kính đặc biệt với tước hiệu đức mẹ chỉ bảo đàng lành thành phố này là sự hiện diện của phương đông ở phương tây một nơi hành hương và một cửa ngõ cho hy vọng đức hồng y cơ Gót nhận xét rằng trung đông vùng đất là nguồn gốc của Kitô giáo nhưng đáng buồn đó cũng là một trong những khu vực trên thế giới mà tình hình của các tín hữu Kitô là bấp bênh nhất bởi vì có quá nhiều các cuộc chiến tranh và khủng bố, nhiều gia đình phải từ bỏ quê hương lịch sử của họ để tìm kiếm an ninh và một tương lai tốt đẹp hơn. Tỷ lệ Kitô tô hữu ở Trung Đông đã giảm đáng kể trong suốt một thế kỷ qua. Trước Thế chiến thứ nhất, các tín hữu Kitô chiếm 20% dân số Trung Đông, bây giờ chỉ còn 4%. Là một khu vực tử đạo, trung đông cũng là một nơi mà các mối quan hệ đại kết mạnh mẽ hơn và hứa hẹn hơn đặc biệt là giữa chính thống giáo và công giáo